Xin chào các bạn, shop săn hàng rẻ hôm nay giới thiệu với khách hàng mã bàn là của Tefan, mã sản phẩm là 3965. Đây là mã bàn là sản xuất tại Cộng hòa Pháp ạ. Nó có tính năng nổi bật là công suất 2004 mạnh mẽ, giúp giảm được cái thời gian là của khách hàng. Có nghĩa là cái công suất nó lớn ấy, thì cái mức là nó nhanh, thì nó nhanh thẳng, thì giảm được cái thời gian là ủ của mình luôn nha. Với cái ưu điểm thứ hai nữa là cái size bình chứa nước size XL với cái phun xương cỡ lớn, tạo nên cái áp lực nước lớn, giúp cho việc là quần áo của mình cũng nhanh hơn. Cái bàn cả với cái mặt chống dính này, mặt chống dính này với cái công nghệ Durilium độc quyền của Tefan. Đây là một cái công nghệ độc quyền nha, chỉ Tefan mới có. Nó chống rỉ sét, chống bám bẩn, giúp cho bề mặt bàn là luôn bền mới và không bị rỉ sét. Việc là quần áo của chúng mình trở nên dễ dàng và sạch hơn, không lo ngại khi mà là trên bề mặt quần áo sáng màu mà bị vết ố vàng như trước. Với nữa là cái công nghệ tự làm sạch cái cặn, giúp cho cái độ bền của bàn là nó cao hơn. Nhân tiện đây mình cũng hướng dẫn các bạn cách sử dụng bàn là hơi nước. Khi chúng ta cắm điện vào, chúng ta phải khóa lại. Đây ạ, các bạn, bàn là hơi nước nào nó cũng có cái phần cái dấu, cái nút ký hiệu của cái phun xương như này. Chúng ta cắm điện vào ấy ạ, trước khi cắm điện thì chúng ta sẽ phải đóng khóa cái phun xương này lại. Đó, để cho nước nó đủ nhiệt, nó sôi thì lúc đấy chúng ta mới mở ra để chúng ta dùng. Vì nếu chúng ta không khóa thì mặc nhiên ở trên bề mặt của cái bàn là này nó có bao nhiêu cái lỗ phun xương này là nước nó sẽ tràn ra hết và nó chảy ra và chúng ta sẽ không làm được. Đấy là cái hướng dẫn mình cái thao tác. Và cái bàn là mà mình đang giới thiệu với các bạn, nó có một cái nút bấm ở đây, đó là tạo cái phun hơi ở dưới cái bề mặt này, phun thẳng trực tiếp lên quần áo để cho quần áo của mình nó thẳng luôn trong cái lần xịt hơi đấy là nó đã thẳng rồi. Và cái mình miết cái mặt bàn là này lên trên để tạo cái độ phẳng hơn cho quần áo. Cái thao tác của mình nó chỉ cần 2 bước là chúng ta đã xong. Chúng ta chỉ cần đi một đường thôi, 2 bước cho một đường là đã xong rồi. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái bàn làm với công suất 2400 rất là mạnh mẽ của Tefan, thì chỉ cần một lần xịt hơi và một lần ướt là chúng ta đã, quần áo của chúng ta đã phẳng theo ý muốn rồi. Nó rất là tiết kiệm thời gian. Sản phẩm được bảo hành 24 tháng trên toàn quốc bằng phiếu bảo hành chính hãng. Đây chúng ta nhận về sản phẩm sẽ là nguyên hộp như thế này. Đó. Và phiếu bảo hành, sách hướng dẫn khẳng định cái nhãn hàng gia dụng của Tefan trên thị trường. Hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.